Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 417 kinh Ban Chu Tam Muội. Hán dịch đời Hậu Hán Tam Tạng Chi Lâu Ca Sấm người nước Nguyệt Chi. Phẩm 1, thưa hỏi: Nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc Ca Lân thuộc thành La Dược Kỳ Phương Xá, cùng với các đại Bồ Tát, đại Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Chi, các chúng trời rồng Atula, Dạ Xoa, Ca Lâu La, Khẩn La La, Ma Hầu La Già, cả đại chúng đồng vô số đã an tọa nơi đại hội. Bây giờ Bồ Tát Bạc Đa Hòa Hiền Hộ từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục quỳ gối chắp tay thưa Phật: Bạch Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi, kính xin Ngài cho phép. Đức Phật bảo: Lành thay, ông cứ thưa hỏi, ta sẽ giảng giải cho ông. Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải tu hành những pháp gì để đạt được trí tuệ như biển cả gồm chứa vạn dòng sông? Phải tu hành ra sao để đạt được các trí, những gì được nghe biết đều hiểu rõ không nghi ngờ? Phải tu hành như thế nào để tự biết đời trước của mình như thế nào và từ đâu sinh đến đây? Phải tu hành như thế nào để được tuổi thọ lâu dài? Phải tu hành như thế nào để thường được sinh vào gia đình tôn quý, được cha mẹ, anh em, thân thuộc, bạn bè ai ai cũng đều yêu mến? Phải tu hành như thế nào để được tướng mạo đẹp đẽ? Phải tu hành như thế nào để có được tài năng xuất chúng, trí tuệ thông sáng, đạt tất cả mọi điều? Phải tu hành như thế nào để công đức viên mãn, đạt đến thành Phật, oai thần vô lượng, thành tựu cảnh giới Phật, làm trang nghiêm cõi nước? Phải tu hành như thế nào để điều phục được các ma oán? Phải tu hành như thế nào để được tự tại viên mãn các ước nguyện? Phải tu hành như thế nào để được thể nhập pháp môn tổng trì? Phải tu hành như thế nào để được thần thông đi đến khắp cõi Phật? Phải tu hành như thế nào để được dũng mãnh không sợ hãi như sư tử Chúa đối với tất cả các ma không hề bị dao động? Phải tu hành như thế nào để đạt được chủng tánh Phật thánh, thọ trì được tất cả các kinh, hiểu và ghi nhớ không bị quên mất? Phải tu hành như thế nào để được tự đầy đủ, không còn vua nịnh, không chấp thủ vào thân miệng ý? Phải tu hành như thế nào để được không trở ngại việc thọ trì giáo pháp nhất thiết trí, không quên mất tâm Phật? Phải tu hành như thế nào để được người khác kính tin? Phải tu hành như thế nào để có được tám loại tiếng nhập vào môn ức âm thanh? Phải tu hành như thế nào để đầy đủ các tướng hảo? Phải tu hành như thế nào để nghe rõ tất cả? Phải tu hành như thế nào để đạt được đạo nhãn, nhìn thấy suốt tất cả pháp? Phải tu hành như thế nào để đạt được 10 lực trí tuệ của bậc chánh chân? Phải tu hành như thế nào để tâm vừa nghĩ đến trong khoảng một niệm thì chư Phật ở khắp 10 phương đều hiện ra trước mắt? Phải tu hành như thế nào để biết được nguồn gốc của 4 việc ẩm thực, y phục, đồ nằm, thuốc thang là không? Phải tu hành như thế nào để có thể ở chỗ này mà nhìn thấy được vô số các Phật khắp 10 phương, dân chúng, trời rồng, quỷ thần và các thiếu niên ở đó, tất cả những nơi chốn thiện ác ta đều biết rõ? Tất cả những điều như vậy phải tu hành như thế nào? Kính xin Thế Tôn giảng giải những nghi vấn ấy cho con. Đức Phật nói: Lành thay, này Bạc Đà Hòa, những điều ông hỏi thật quá nhiều, không thể tính kể. Sở dĩ ông có thể thưa hỏi được như vậy là nhờ vào Đức Phật quá khứ. Ông đã tạo nhiều công đức cúng dường chư Phật, ưa thích kinh pháp, giữ gìn giới cấm thanh tịnh, thường đi khất thực không cần được mời thỉnh, làm cho nhiều chúng hội Bồ Tát được thành tựu, giáo hóa khiến cho họ từ bỏ điều ác, nhìn tất cả các đối tượng đều bình đẳng, luôn luôn có tâm đại từ đại bi đối với tất cả chúng sinh. Công đức của ông không thể tính kể. Này Bạc Đa Hòa, có tam muội tên là Thập Phương Chư Phật Tất Tại Tiền Lập. Ông có thể tu hành pháp này để đạt được tất cả những điều ông đã thưa hỏi. Bồ Tát Đạt Bạc Đà Hòa thưa: Bạch Thế Tôn, kính xin Thế Tôn giảng nói pháp ấy. Hôm nay Thế Tôn giảng nói thì tất cả 10 phương đều được an ổn. Kính xin vì các Bồ Tát mà hiện tướng ánh sáng lớn. Đức Phật nói: Này Bạc Đà Hòa, có tam muội tên là Định Ý. Các Bồ Tát nên giữ gìn để tu tập thọ trì, không nên làm theo những pháp khác. Tam muội này có công đức bậc nhất trong các pháp bậc nhất. Phẩm 2 tu hành. Đức Phật nói: Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào muốn mau chóng đạt được định ấy
Và có lòng tin lớn như pháp tu hành tam muội ấy thì có thể đạt được. Không nên có ý tưởng nghi ngờ dù chỉ bằng mấy lông sợi tóc. Pháp định ý này được gọi là hạnh siêu việt của Bồ Tát. Lập một niệm tin pháp ấy, theo chỗ nghe nghĩ về phương, thuận một niệm đoạn các tưởng. Lập định tin, chớ hồ nghi, hành tinh tấn, không biến nhát, chớ khởi tưởng có và không, chớ nghĩ tiến, chớ nghĩ lui, không nghĩ trước, chớ nghĩ sau, không nghĩ phải, chẳng nghĩ trái, chớ nghĩ không, chẳng niệm có, không niệm xa, chớ niệm gần, chẳng niệm thọ, chẳng niệm nhận, không niệm đói, chẳng nghĩ khát, không nghĩ lạnh, chẳng nghĩ nóng, chớ niệm khổ, không niệm vui, chẳng niệm sinh, không niệm già, chớ niệm bệnh, chớ niệm chết, chẳng nghĩ thân, không nghĩ mạng, chớ nghĩ họ, chớ nghĩ thọ, chớ nghĩ nghèo, không nghĩ giàu, chớ nghĩ sang, chẳng nghĩ hèn, chớ niệm sắc, không niệm dục, chẳng niệm nhỏ, không niệm lớn, không niệm ngắn, chớ niệm tốt, chớ niệm xấu, không niệm ác, chẳng niệm thiện, chớ nghĩ sân, chớ nghĩ hỷ, không nghĩ ngồi, chẳng nghĩ khởi, chớ nghĩ đi, chớ nghĩ dừng, chẳng niệm kinh, không niệm pháp, chẳng niệm thị, không niệm phi, chớ niệm bỏ, chẳng niệm xả, chẳng nghĩ tưởng, không niệm thức, chẳng niệm đoạn, chớ niệm chấp, chẳng niệm không, chẳng niệm thật, chớ niệm nhẹ, không niệm nặng, chẳng niệm khó, không niệm dễ, chớ niệm sâu, chẳng niệm cạn, chớ nghĩ rộng, chớ nghĩ hẹp, chẳng nghĩ cha, không nghĩ mẹ, chớ nghĩ vợ, chẳng nghĩ con, không nghĩ thân, chẳng nghĩ sơ, chớ nghĩ yêu, chớ nghĩ ghét, chẳng nghĩ được, không nghĩ mất, chớ nghĩ thành, chớ nghĩ bại, chẳng nghĩ trong, không nghĩ đục, đoàn các niệm, một hàng niệm, ý chớ loạn, luôn tinh tấn, chớ biến trễ, chẳng tính năm, không ngày mệt, tạo nhất niệm, chớ sao lãng, trừ ngũ nghĩ, tình chuyên ý, luôn tiếp xúc, chớ tụ tập, tránh kẻ ác, gần bạn ác. Thân minh sư, xem như Phật, ý chí vẫn, thường bề mỏng, quán bình đẳng, nơi tất cả, làng, lánh làng xóm, xa tộc họ, bỏ ái dục, hành thanh tịnh, chứng vô vi, dứt các dục, bỏ ý loạn, tập tu định, học văn tuệ, tất như thiền, trừ ba uế, dứt sáu nhập, đoạn dâm sắc, lìa các thọ, chớ tham của, nhiều tích chứa, ăn biết đủ, chớ tham vị, mạng chúng sinh, thân trọng ăn, áo như pháp, chớ trang sức, chớ đùa cợt, chớ kiêu mạn, đừng tự đại, đừng cao ngạo. Nếu nói kinh, nên như pháp, rõ gốc thân, giống như huyễn, chớ thọ ấm, chẳng nhập giới, ấm như giặc, bốn như rắn, là vô thường, là phút chốc, vô thường chỗ, rõ vốn không, nhân duyên hợp, nhân duyên tan, đều thấu đạt, rõ gốc không, thân từ bi, nơi hết thảy, thí bần cùng, chẳng cứu chẳng tiếc, đó là định, Bồ Tát hành, đạt tuệ chính, khởi các trí. Đức Phật nói này, Bạc Đà Hòa, người giữ gìn pháp tu hành như vậy sẽ đạt được tam muội. Tất cả chư Phật hiện tại đều đứng ở trước mặt, nó có tỳ kheo nơi ư bà tắc ư bà di, ta đúng như pháp nhìn đầy đủ giới luật, ở riêng một mình, tùy theo những điều mình đã được nghe biết, nhất tâm nhớ nghĩ về Đức Phật A Di Đà hiện nay đang ở nước Tu Ma Đề Cực Lạc, cách đây ngàn ức vạn cõi Phật về phương Tây. Trong một ngày một đêm hoặc 7 ngày 7 đêm, sau 7 ngày đêm sẽ được nhìn thấy Ngài. Ví như những việc sự việc mà người đang ở trong mộng nhìn thấy, không biết đến ngày đêm, cũng chẳng biết trong ngoài, không phải do ở trong tối bị trở ngại mà không được nhìn thấy. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nên nhớ nghĩ như vậy, khế nơi cảnh giới của các cõi nước Phật, những chỗ tối tăm u ám trong các núi lớn, núi Tu Di đều được khai mở, không còn gì chướng ngại cho lắm. Bồ Tát ấy không còn dùng thiên nhãn để nhìn thấy cho rõ ràng, không cần dùng thiên nhĩ để nghe được thấu triệt, không cần dùng thần thông để đến cõi Phật đó, không cũng không cần qua đời ở chỗ này, sinh về chỗ kia, mà chỉ ở ngay chỗ ngồi này, nhìn thấy tất cả. Bây giờ có người nghe ở nước Đọa Xá Lợi có dâm nữ tên là Tu Môn, lại có người nghe dâm nữ tên là A Phàm
hòa lợi là có người nghe giọng nữ ưu bà hòa khế ba người kia chưa từng nhìn thấy ba cô gái này, chỉ nghe đến thì ý dâm dục đã dao động. Ba người ấy đều ở nước Lai Việt Kỳ, đồng thời nghĩ đến, nên trong mộng họ thấy mình được đến bên cô gái và cùng qua đêm. Tỉnh dậy, mỗi người đều nhớ nghĩ đến cô gái của mình. Đức Phật nói, này Bạc Đà Hòa, ta đem ba cô gái này để làm ví dụ, ông hãy dùng điều ấy để giảng nói kinh cho người khác, khiến được hiểu rõ đoạn này, được tâm không thối chuyển đối với đạo quả chánh chân vô thượng, sau đó sẽ thành Phật, hiệu là thiện giác. Đức Phật nói tiếp, Bồ Tát ở cõi nước này chuyên tâm niệm Đức Phật A Di Đà thì sẽ được thấy Phật rồi sẽ thưa hỏi Phật, Phật thọ trì pháp gì để được sinh về nước của Phật. Đức Phật A Di Đà đáp, muốn sinh về cõi nước ấy phải niệm danh hiệu của ta, niệm luôn không ngừng nghỉ thì sẽ được sinh về nước của ta. Đức Phật tiếp, nhờ chuyên tâm niệm Phật nên được vãng sinh. Thường niệm thân Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trăm ngàn ức ánh quang minh chiếu sáng khắp nơi, trang nghiêm không ai sánh bằng. Đức Phật ở giữa đại chúng Bồ Tát giải nói pháp về sắc không hư hoại. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức, thần hồn, địa thủy, hỏa phong, cả người, cả trời, cho đến các vị trời, trời phạm, đại phạm đều là sắc không hư hoại. Nhờ niệm Phật nên đạt được tam muội này. Này Bạc Đà Hòa, ai là người chứng đắc tam muội này của Bồ Tát? Đó là Đại Ca Diếp đệ tử cô ta, thiên tử, nhân đệ đạt tu chân, đã biết đúng thời, đã thực hành và đạt được. Đó là những người được chứng đắc. Như vậy, này Bạc Đà Hòa, người nào muốn nhìn thấy chư Phật hiện tại ở khắp mười phương và nhất tâm hướng niệm về chư Phật không được tán loạn, như thế thì liền được nhìn thấy. Ví như có người đi xa đến nước khác, nhớ về làng xóm nhà cửa người thân của mình, trong mộng người đó thấy mình về đến quê hương, được gặp bà con thân thuộc và cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Tỉnh dậy, người ấy như biết rõ ràng, kể lại đúng như thật. Cho nên Bồ Tát nghe danh hiệu Phật, muốn được thấy Phật nên luôn luôn niệm Phật thì sẽ được nhìn thấy. Với như vị tỳ kheo quán xưa người chết luôn đặt đề mục trước mặt để quan sát, khi thì màu xanh, khi thì màu trắng, lúc thì màu đỏ, lúc lại màu đen, màu của xương, thì không cho ai đem đến mà chỉ là do ý của vị ấy quán tưởng ra. Bồ Tát nói thọ trì năng lực oai thần của Phật như vậy, an trú tự tại trong tam muội, muốn được thấy Phật ở phương nào cũng đều liền được nhìn thấy. Vì sao? Vì nhờ ba điều, năng lực niệm Phật, năng lực của tam muội và năng lực nơi công đức của mình nên được nhìn thấy Đức Phật. Ví như người trẻ tuổi đẹp đẽ, y phục tốt đẹp, muốn nhìn thấy thân hình của mình, người ấy dùng gương hoặc bằng mặt dầu mè hoặc mặt nước trong, hoặc gương bằng thủy tinh để soi thì sẽ được thấy. Này Bạc Đà Hòa, có hình ảnh nào từ bên ngoài đi vào bên trong gương dầu mè, mặt nước hay gương thủy tinh hay không? Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, thưa không Bạch Thế Tôn, đó là vì gương dầu mè, mặt nước và gương thủy tinh sạch trong nên người ấy nhìn thấy ảnh của mình, ảnh không từ trong đi ra cũng không từ ngoài đi vào. Đức Phật nói, lành thay, này Bạc Đà Hòa, vì sắc thanh tịnh nên người có sắc ấy cũng thanh tịnh, muốn thấy Phật thì liền được thấy, thấy rồi thưa hỏi rồi đáp, nghe kinh xong vô cùng hoan hỷ. Người ấy suy nghĩ, Đức Phật từ đâu đến, ta đi đến chỗ nào? Rồi lại nghĩ, Đức Phật không từ đâu đến, ta cũng chẳng về đâu. Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đều là đối tượng được tạo ra của tâm ý. Ta niệm Phật liền được thấy Phật, tâm tạo ra Phật rồi, tâm tự thấy. Vậy tâm tức là tâm Phật tức là thân ta. Tâm thấy Phật mà tâm không tự biết tâm cũng không tự thấy tâm. Tâm có tưởng là tâm si, không có tưởng là niết bàn. Pháp này không đáng để ưa thích. Giả sử niệm là không, tức là không có chấp giữ. Bồ Tát an trú trong tam muội nhìn thấy được như vậy. Bây giờ Đức Phật nói kệ, tâm không tự biết tâm, tâm cũng không tự thấy. Tâm khởi tưởng tâm si, không khởi tưởng niết bàn. Pháp này không bền chắc,
thường ở trong các niệm, người hiểu rõ về không, không hề còn các tưởng. Phẩm 3 bốn pháp. Bồ Tát lại có bốn pháp để nhanh chóng đạt được tam muội này. 1. Niềm tin kiên cố, không có gì có thể hủy hoại được. 2. Tinh tấn dũng mãnh không thối lui. 3. Có trí tuệ không ai sánh bằng. 4. Thường được tu hành cùng bậc thầy hiền thiện. Đó là bốn pháp. Bồ Tát lại có bốn pháp để nhanh chóng đạt được tam muội này. 1. Trong 3 tháng không được có tưởng về thế gian, dù chỉ trong một khoảng cái móng tay. 2. Trong 3 tháng không được ham ngủ nghỉ, dù chỉ trong một khoảng cái móng tay. 3. Trong 3 tháng phải kinh hành, không ngơi nghỉ, trừ khi ăn uống và vệ sinh. 4. Dạ nói kinh cho người khác, không mong họ cúng dường. Đó là bốn pháp. Là có bốn pháp để nhanh chóng đạt được tam muội này. 1. Cùng với nhiều người đi đến chỗ Phật Đức Phật. 2. Khuyến khích mọi người nghe kinh pháp. 3. Không ganh ghét. 4. Dạy cho người khác học theo Phật đạo. Đó là bốn pháp. Là có bốn pháp để nhanh chóng đạt được tam muội này. 1. Tạo hình tượng Phật để thành tựu được tam muội này. 2. Dùng giấy mực tốt để viết ra tam muội ấy. 3. Giáo hóa cho những người kiêu mạn được vào Phật đạo. 4. Thường ủng hộ pháp Phật. Đó là bốn pháp. Khi Đức Phật nói kệ: đối với Phật pháp thường tinh ưa, tinh tấn tu hành hiểu tuệ sâu, rồi đem dạ nói cho mọi người, cẩn thận không mong được cúng dường, ý hiểu chắc chắn lìa mọi dục, thường niệm Đức Phật có oai đức, được thấy biết vô số Như Lai. Trong đời quá khứ và vị lai, và bậc nhân trung tôn hiện tại, các ngài nhiều tướng tốt trang nghiêm, vô lậu thanh tịnh như vàng rồng, dạy pháp trí tuệ ba la mật, nghe được pháp này tâm chẳng loạn, tâm luôn luôn từ bỏ tâm biến trễ, không còn giận dữ hại người khác, cung kính thầy tổ xem như Phật. Cẩn thận không được nghi kinh này, tất cả chư Phật đều khen ngợi, thường tạo các loại hình tượng Phật, giáo hóa cho người học kinh ấy, tu hành như vậy đạt tam muội. Rồi Phật nói tiếp: này Bạc Đà Hòa, muốn học tam muội này phải cung kính cúng dường, phụng sự và xem thầy như Phật. Người nào không cung kính thầy như Phật thì rất khó đạt tam muội này. Bồ Tát cung kính bậc thầy hiền thiện và theo thầy học được tam muội này rồi, nhờ oai thần của Phật đứng ở giữa nhìn về phương đông, thấy được vô số trăm ngàn vạn ức Phật, cho đến các đức Phật ở khắp mười phương Bồ Tát đều nhìn thấy. Ví như người vào ban đêm thức dậy, nhìn thấy rất nhiều các vì sao, Bồ Tát muốn được nhìn thấy các đức Phật hiện tại thì chư Phật liền hiện ra trước mặt. Vậy phải cung kính bậc thầy hiền thiện, không được soi mói điều hay chuyện dở của thầy, phải tu hành để đủ bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định và không biến trễ. Phẩm 4 ví dụ. Đức Phật nói: này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát đã đạt được tam muội ấy mà không tinh tấn tu hành thì cũng ví như người chở cho báu đầy thuyền vượt qua biển cả, giữa dòng thuyền bị hư, những người ở cõi Diêm Phù Đề đều vô cùng lo rầu, tiếc nuối giống như mình bị mất nhiều cho báu. Bồ Tát nghe tam muội này mà không tu học theo, tất cả trời người đều buồn bã cho biết bao kinh điển quý báu của chúng ta đều đã bị mất hết. Đức Phật nói: kinh tam muội này đã được Phật phó chúc, được Phật ngợi khen, người nào nghe tam muội sâu xa này mà không ghi chép, học hỏi, đọc tụng và giữ gìn đúng như pháp thì đó là người ngu si. Ví như có người ngu được một người nọ mang cho hương thơm chiên đàn, người ngu ấy chẳng những không nhận mà còn cho rằng đó là mùi hôi. Người cho hương nói: đây là hương thơm chiên đàn, ông không nên cho đây là mùi hôi. Hãy ngửi sẽ thấy mùi thơm, hãy nhìn sẽ thấy hương này là thanh tịnh. Người ngu bịt mũi, nhắm mắt không thèm ngửi hay nhìn. Người nào được nghe được tam muội này mà không chịu thọ trì cũng vô trí giống như người ngu kia. Cho thế gian là có, không hội nhập vào không, cũng chẳng biết giờ không, rồi tự cho mình là đúng pháp, nói lời khinh thường đùa giỡn. Phật cũng có kinh pháp sâu xa chăng, cũng có oai thần chăng, là nói thế gian này cũng có tỳ kheo giống như A Nan hay sao? Có những người như vậy, theo những người đang thọ trì tam muội ấy cũng chỉ đưa ra đôi ba câu để nói: tam muội này do những ai nói ra, nhờ ai mà ông nói ra những lời như vậy, hay là các ông cùng nhau tạo kinh này chẳng phải do Phật giả nói?
Này Bạc Đà Hòa, vì nhiều có người buôn bán đem ngọc mani vào nhà người ngu cho người này xem rồi nói, ông thử đoán xem viên ngọc này giá bao nhiêu tiền. Nó đem viên ngọc để trong nhà tối, ánh sáng của nó sẽ chiếu thẳng đến những châu báu có trong nhà. Này Bạc Đà Hòa, chứ không biết viên ngọc này, nên người ngu nói, viên ngọc này thì giá bằng một con bò không? Thà đổi cho tôi một con bò còn tốt hơn. Như vậy, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào nghe được tá muội này mà không kính tin, có thái độ ngược lại thì chẳng khác người ngu kia. Này Bạc Đà Hòa, người nào nghe được tá muội này rồi, luôn kính tin, thọ trì và tu hành, thì bốn phía người ấy đều được hộ vệ, không hề sợ hãi, giữ giới hoàn hảo. Đó là bậc cao minh có trí tuệ sâu xa. Nên lưu giữ chỉ dạy thêm cho nhiều người khác, khiến cho tá muội này được tồn tại lâu dài ở thế gian. Này Bạc Đà Hòa, người ngu từ các kiếp trước đã không cúng dường, tạo các công đức, lại tự cao ngạo, thường hay chê bai, khinh ghét, tham lam, tiền tài, lợi lộc, nên mong cầu được tiếng khen, chỉ muốn dễ nói cho văn hoa, nhưng chẳng kính tin pháp sâu xa. Nghe tá muội này cho những không kính tin, không ưa thích, chẳng học hỏi, mà còn chê bai, cho rằng chẳng phải do Phật giảng nói. Này Bạc Đà Hòa, cho nên hôm nay ta nói cho ông như vậy, thì nam thì nữ nào đem châu báu đầy khắp tam thiên trại thiên mà bố thí, thì phước đức cũng không bằng người nghe tam muội này mà kính tin ưa thích. Này Bạc Đà Hòa, như trước ta đã giảng nói như thế nào thì hôm nay ta cũng nói như thế ấy. Người nào được nghe ta giảng nói về tam muội này mà nghi ngờ, thì người đó sau này phải bị ở bên thầy không tốt. Giả sử có được ở gần bậc thầy hiền thiện, người ấy cũng không đạt được đầy đủ các công đức. Những người như vậy vẫn phải luôn theo phụng sợ bị thầy không tốt. Có nghe tam muội này cũng không kính tin, không ưa thích, cũng chẳng học theo. Vì sao? Vì người này trải qua rất ít đời được gặp Phật và có trí tuệ kém nên không kính tin. Này Bạc Đà Hòa, người nào nghe được tam muội này mà không khinh cười, không chê bai, không nghi ngờ, cũng không có thái độ lúc thì tin, lúc thì chẳng tin, mà hoan hỷ ưa thích ghi chép, học theo đọc tụng, gia thọ trì, thì ta chắc chắn biết trước người ấy không chỉ gặp được một hay hai Đức Phật để tạo các công đức, mà còn được ở chỗ hàng trăm Đức Phật để nghe tá muội này. Và đời sau, người ấy nghe tá muội này biên chép học theo và thọ trì, dù chỉ trong một ngày đêm, thì phước đức đã nhiều không thể tính kể, cho đến khi tâm không thoái chuyển, đạt được các ước nguyện. Này Bạc Đà Hòa, hãy nghe ta nói ví dụ. Có người đem một quả Phật nghiền thành bụi, sau đó lấy một hạt bụi nghiền thành vô số bụi như bằng số bụi của một quả Phật nói trên. Như vậy, số hạt bụi ấy có nhiều không? Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, rất nhiều bạch đấng thiên trung thiên. Đức Phật nói, giả sử một hạt bụi là một cõi Phật, nếu Bồ Tát đem châu báu chứa đầy trong tất cả các cõi Phật ấy đã cúng dường cho Phật, thì phước đức cũng rất ít so với người nghe được ta muội này mà học theo biên chép đọc tụng thọ trì và giảng nói, khiến cho người khác cũng thọ trì dù chỉ trong chốc lát. Công đức này không thể tính kể, huống là đã chứng đạt đầy đủ về ta muội ấy. Bây giờ Đức Phật nói kệ, nếu có Bồ Tát cầu công đức, nên nói phụng hành tá muội này, ai kính tin, đọc tụng không nghi, phước đức người này không kể xiết. Vì như thế giới, một cõi Phật đều đem nghiền nát thành hạt bụi, tất cả cõi Phật nhiều hơn trên, chỗ này cho báu đem bố thí, cũng chẳng bằng nghe tá muội này, phước đức nhiều hơn người bố thí. Công đức không thể nào ví dụ, ta giao các ông chớ khuyên dạy. Tu hành tinh tấn không biến trễ, người tụng thọ trì tá muội này chắc chắn được gặp trăm ngàn Phật. Giả sử gặp điều rất kinh hãi, trì tá muội này không lo sợ, thì khéo tu hành được thấy ta, thường luôn theo Phật chẳng rời xa. Như lời Phật dạy không gì khác, Bồ Tát nên theo lời dạy ấy, mau chóng đạt biển tuệ chánh giác. Phẩm năm bốn chúng. Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, Bạch Thế Tôn, thật là khó bị kịp,
Nếu có người từ bỏ ái dục là bị tỳ kheo. Nghe được tam muội này phải học như thế nào, thọ trì như thế nào và tu hành như thế nào? Đức Phật nói, người từ bỏ ái dục xuất gia làm tỳ kheo muốn học tam muội này thì phải giữ giới thanh tịnh, không được sai khuyết, dù chỉ là một lỗi nhỏ bằng lông tóc. Phải luôn sợ hãi những điều khổ sở nơi địa ngục, rời bỏ vô định, đó là thanh tịnh. Vậy thế nào là khuyết giới? Là mong cầu nơi sắc dục. Mong cầu nơi sắc dục là gì? Người nào nghĩ mình chịu giới là để đời sau là được sinh làm trời hoặc làm vua chuyển luân cõi người, đó là người còn ưa thích ái dục, như vậy gọi là khuyết giới. Này Bạc Đà Hòa, người nào vì muốn học tam muội này mà giữ gìn thanh tịnh để độ giới luật không vô định, thường được bậc trí khen ngợi đối với kinh và giảng nói bố thí cho người, phải tu hành tinh tấn, chí nguyện mạnh mẽ và dốc lòng kính tin và khuyên người khác tin ưa theo, phụng sự cung kính thầy tổ như Phật. Người nào đạt được tam muội này mà không cung kính khinh thường thầy tổ, giả sử người ấy đã học tam muội này từ rất lâu thì cũng nhanh chóng quên mất. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nào theo tỳ kheo đấy ưa bà tắc ưa bà di, nghe được tam muội này thì phải cung kính tôn trọng, xem các vị ấy như Phật, không nên có ý vô định các vị ấy. Bồ Tát không được có ý vô định, phải luôn chí thành, thường ưa thích ở riêng một mình, không tiếc thân mạng, không được mong cầu có người khác giúp đỡ mình, thường đi khất thực, không nhận mời thỉnh. Tự giữ gìn tiết độ, biết vừa đủ phải kinh hành, không được biến nhát. Như trong kinh đã dạy, người học tam muội này phải giữ gìn như vậy. Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, và Thế Tôn thật là khó sánh kịp, đời sau nếu có Bồ Tát biến trễ nghe tam muội này mà không chịu tinh tấn tu học thì phải làm thế nào? Nếu có Bồ Tát tinh tấn muốn tu học, chúng con sẽ theo kinh này mà giáo hóa cho họ. Đức Phật nói, lành thay, này Bạc Đà Hòa, ta sẽ hỗ trợ khi cho người ấy hoan hỷ. Các Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều hỗ trợ. Khi Đức Phật nói kệ, như lời ta dạy hãy thọ trì, thường ở một mình tu công đức, giữ gìn tiết độ, không tụ tập, khất thực, không nên nhận thỉnh riêng, cung kính bậc thầy xem như Phật, chẳng ham ngủ nghỉ cầu giải thoát, luôn tự tinh tấn, đừng biến lười, tu hành như vậy đạt tam muội. Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo ni cầu đạo giải thoát, muốn học tam muội này phải thực hành như thế nào? Đức Phật nói, tỳ kheo ni muốn cầu học tam muội này, không được tự kiêu, phải luôn khiêm tốn, không nên tự cho mình là cao quý, không được tự đại, không ganh ghét, không giận dữ, không được tham tiền của sắc dục, phải luôn thanh tịnh, không tiếc thân mạng, thường ưa thích kinh pháp, mong muốn được học hỏi, phải từ bỏ tham sân si, không được ham thích trang điểm, đeo vòng ngọc, phải được sự khen ngợi của bậc trí, là cung kính bậc thầy hiền thiện, xem như Phật và không được có ý vô nịnh. Khi Đức Phật nói kệ, nếu tỳ kheo ni cầu tam muội, phải luôn tinh tấn đừng biến trễ, không được nghe theo tâm tham dục, trừ bỏ giận dữ và tự cao, không được khinh thường và đùa giỡn, thường tu chí thành lòng kính tin, cung kính bậc thầy xem như Phật, tu hành như thế đạt tam muội. Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, Bạch Thế Tôn, nếu có cư sĩ tu đạo nghe tam muội này muốn học theo thì phải thực hành như thế nào? Đức Phật nói, nếu cư sĩ muốn học tam muội này phải giữ gìn năm giới thật kiên cố, không được uống rượu, cũng không dạy người khác uống rượu, không được gần gũi người nữ, cũng không bày người khác gần gũi, không được có sự ân ái với vợ con trai gái, không được ham tài sản, thường nghĩ đến việc xuất gia làm sa môn, thọ thường thọ tám giới quan trai, phải luôn nhớ bố thí cúng dường chùa chiền, cúng dường xong không nghĩ mình sẽ được phước, tất cả đều đem bố thí, phải luôn có lòng đại từ, cung kính bậc minh sư. Thấy vị tỳ kheo giữ giới không được khinh dễ nói lỗi lầm của vị ấy, phải thực hành như vậy rồi mới thọ trì tam muội này. Khi ấy Đức Phật nói kệ, cư sĩ muốn học tam muội này phải giữ năm giới, đừng sai phạm, thường ngày xuất gia làm sa môn, không ham vợ con và tài sản, vào chùa giữ tám giới quan trai, không được cao ngạo khinh thường người, tâm chẳng nhớ nghĩ đến tham dục, phụng hành kinh pháp không vô nịnh,
Bỏ tham, bỏ sản, thường bố thí, luôn luôn cung kính các tỳ kheo, chí nguyện tu hành chớ biến trễ. Học tam muội này phải như vậy. Bạc Đà, Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, Bạch Thế Tôn, nếu Ưu Bà Di nghe tam muội này và muốn tu học thì phải thực hành như thế nào? Đức Phật nói, nếu Ưu Bà Di muốn tu học phải giữ gìn năm giới, quy ba ngôi báu. Ba ngôi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng chúng tỳ kheo, không được thờ ngoại đạo, không được lễ bái chư thiên, không được cúng quỷ thần, không được coi ngày tốt xấu, không được giỡn cười, không được buông lung, không tưởng về sắc dục, không được có tâm tham dục, phải luôn nhớ bố thí, ưa thích muốn được nghe kinh, gia tâm gắng sức học hỏi, kính trọng bậc minh sư, tâm luôn chuyên chú, không được biến trễ. Nếu có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đến phải cung kính mời ngồi, cúng dường thực phẩm. Khéo Đức Phật nói kệ, Ưu Bà Di muốn học tam muội, kính giữ năm giới, đừng sai phạm, phụng sự minh sư, xem như Phật, không lễ bái trời, thờ cúng thần, không sát sinh, trộm cắp, ghét ganh, chưa nói đôi điều và tranh cãi, không được sân tham, thường bố thí, nên chê điều xấu, khuyến điều lành, không nên vui nịnh chớ tà dâm, thường phải khiêm cung, đừng tự đại, cung kính tỳ kheo ni, thực hành như vậy đạt tam muội. Phẩm sáu ủng hộ. Khi ấy nghe Đức Phật dạy nói như vậy, tám vị Bồ Tát gồm Bồ Tát Bạc Đà Hòa, Bồ Tát La Lân Đa Kỳ, Bồ Tát Kiêu Nhật Đâu, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Tu Thâm, Bồ Tát Maha Tu Tát Hòa, Bồ Tát Nhân Đệ Đạt và Bồ Tát Hòa Luân Điều đều vô cùng hoan hỷ, cho nên 500 y kiếp ba dục và nhiều châu báu để cúng dường rồi cung kính đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật bảo Bồ Tôn giả A Nan, Bồ Tát Bạc Đà Hòa cùng 500 Bồ Tát là bậc thầy trong cõi người, thường đem chánh pháp tùy thuận giáo hóa, luôn luôn hoan hỷ, ưa thích làm theo thị giả, tâm luôn thanh tịnh, không hề tham dục. Khi ấy 500 Bồ Tát đều chắp tay đứng trước Đức Phật, Bồ Tát Bạc Đà Hòa thưa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát phải làm những việc gì để nhanh chóng đạt được tam muội này? Đức Phật nói, có 4 việc: 1. Không tin theo ngoại đạo; 2. Đoạn trừ ái dục; 3. Tu hành thanh tịnh; 4. Không tham. Đó là 4 việc. Người thực hành như vậy, đời hiện tại đạt được 500 công đức. Với dư vị tỳ kheo có tâm từ thì không bao giờ bị trúng độc, binh khí đâm không được, lửa không thể đốt cháy, nhiều nước cũng không bị chìm, không bị hại. Và sử giờ tiếp theo, vị ấy bị rơi vào lửa thì lửa liền tắt, giống như nước lớn dập tắt lửa nhỏ. Bồ Tát thọ trì tam muội này, nếu bị hoặc vua, hoặc giặc, hoặc nước lửa, hoặc rồng và xoa, trăng rắn, sư tử, hổ, sói, hươu, cây độc, chim dữ, tất cả các loài thú dữ và quỷ thần muốn quấy nhiễu, giết hại, muốn chiếm đoạt y bát, phá hoại thiền định và chánh niệm, nếu muốn nhầm vào Bồ Tát này thì đều không thể được, trừ phi đời trước của vị này đã tạo như vậy, như lời ta giả nói không khác. Người thọ trì tam muội này không lúc nào bị bệnh và mắt, tai, mũi, miệng, thân thể, tâm không bao giờ bị lo âu, trừ phi đời trước của người này đã tạo như vậy. Bồ Tát này luôn được các chúng trời rồng, thần, Atula, quỷ, Yasua, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu Đa Già, Nhân Phi Nhân đều cùng nhau tán thán, đều cùng nhau ủng hộ, phụng sự, cúng dường, chiêm ngưỡng, cung kính và rất mong muốn được gặp gỡ. Chư Phật Thế Tôn cũng vậy, Bồ Tát này đối với kinh điển chưa được đọc tụng, chưa nghe và thọ trì, nhỏ hai thuần của tam muội này nên đều tự đạt được. Nếu ban ngày không đạt được thì ban đêm sẽ nằm mộng thấy được đạt được tất cả. Này Bạc Đà Hòa, có người nào thọ trì tam muội này thì công đức của người ấy, ta nói trong một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể cùng tận, ta chỉ có thể nói được sơ lược những công đức cốt yếu của người ấy mà thôi. Phẩm 7 khuyến khích hỗ trợ. Đức Phật nói, này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát ở trong tam muội này sẽ có 4 việc để hỗ trợ cho tâm hoan hỷ của vị ấy. Chư Phật đời quá khứ thọ trì tam muội này để hỗ trợ hoan hỷ cho đến khi thành đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, nên trí tuệ của chư Phật hoàn toàn đầy đủ. Vô số chư Phật đời hiện tại cũng ở trong tam muội này cũng có 4 việc hỗ trợ hoan hỷ, và chư Phật đời vị lai cũng vậy, ta cũng hỗ trợ hoan hỷ. Này Bạc Đà Hòa, ta sẽ nói ví dụ một ít về 4 việc hỗ trợ hoan hỷ trong tam muội này. Ví dụ có người thọ 500 tuổi đi trên mặt đất,
đến nơi cần đến không hề dừng nghỉ, ngay đi nhanh hơn cả gió mạnh. Như vậy có thể tính biết được con đường bạn ấy đi là bao xa hay không. Bồ Tát Bạt Đà Hòa thưa, Bạch Thế Tôn, không ai có thể tính biết được. Chỉ có Tôn giả Xá Lợi Phất, đệ tử của Phật, các Bồ Tát đang bắt thoái chuyển mới có thể tính biết được. Đức Phật nói, cho nên ta bảo với các Bồ Tát, nếu có thiện nam thiện nữ nào, bố thí có châu báu, chắc này trong tất cả những nơi chốn người đi nhanh hơn gió nói trên đã đi qua, và còn nhiều hơn thế, trăm ngàn vạn ức lần. Nên biết người hỗ trợ hoan hỷ đạt được phước đức vẫn lớn hơn nhiều. Này Bạc Đà Hòa, vào thuở xa xưa cách đây vô số kiếp, có Đức Phật hiệu là Tư Hai Ma Đề, đang chánh giác vô thượng sĩ được ngồi trụ phô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, đang ở một nơi tĩnh lặng vắng vẻ. Thời ấy cõi Diêm Phù Đề rộng lớn 18 vạn ức dặm, có 640 vạn nước, nước nào cũng hưng thạnh, dân chúng đông đúc. Có một nước lớn tên là Bạc Đà Hòa, nước ấy có vị vua chuyển luân tên là Duy Tư Cầm, dùng chánh pháp trị nước. Vừa đến chỗ Đức Phật đại lễ xong, lui ra ngồi một bên. Phật biết được tâm ý của vua liền giảng nói cho vua về tam muội này. Nghe xong vua rất hoan hỷ, liền đem châu báu trải cúng dường Phật. Vua nghĩ như công đức cúng dường này sẽ được cho sẽ khiến cho dân chúng mười phương đều được an ổn. Sau khi Đức Phật Tư Ma Ha Ma Đề nhập niết bàn, vua Duy Tư Cầm qua đời, lại sinh vào làm thái tử trong dòng họ chuyển luân tên là Phạm Ma Đạt. Bây giờ có vị tỳ kheo tên là Châu Báu đang giảng nói tam muội này cho các đệ tử. Thái tử Phạm Ma Đạt nghe được nên vô cùng hoan hỷ, đem nhiều châu báu giá trị cho cúng dường, là đem y phục tốt đẹp dân cúng vị tỳ kheo ấy và phát tâm cầu Phật đạo. Thái tử cùng với 1.000 người đồng theo vị tỳ kheo ấy xuất gia làm sa môn cầu học tam muội ấy. Vị tỳ kheo thái tử này cùng với 1.000 tỳ kheo phụng sự thầy trong 8.000 năm không lúc nào ngưng nghỉ và biến trễ. Vừa nghe được bốn việc của tam muội này, giả vô cùng hoan hỷ, thì nhập vào trí tuệ cao minh. Nhờ đó mà sau này vị được gặp 64.000 đức Phật. Ở chỗ mỗi đức Phật vị đó đều nghe tam muội này, cho đến khi thành Phật hiệu là Đệ La Duy Đại Đàng Chánh Giác, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 1.000 vị tỳ kheo tùy tùng cũng đạt thành chánh giác, đều có hiệu là Đệ La Úc Trầm. Giả hóa dân chúng không thể tính kể đều cầu Phật đạo. Này Bạc Đà Hòa, ông nghĩ có người nào nghe được tam muội này mà không hoan hỷ thọ trì đọc tụng và giải nói cho người khác hay không? Này Bạc Đà Hòa, người nào thọ trì tam muội này sẽ giống thành Phật. Chỉ nghe thôi từ công đức của nghe ấy đã là không thể tính kể, cũng là thọ, là học và thọ trì. Nếu cách xa trăm dặm, nghìn dặm mà có tam muội này tôi cũng phải giúp cầu, vốn là ở gần mà lại không cầu học. Người nào nghe được tam muội này mà muốn học, nên phụng sự thầy của mình trong 10 năm, cúng dường, chiêm ngưỡng, cung kính, không được tự ý mình, phải nghe lời dạy của thầy, lưu ghi cho ân thầy. Này Bạc Đà Hòa, cho nên ta nói cho ông biết, người nào nghe có tam muội ở xa, cách xa 4.000 dặm, liền đi đến đó, giả sử không nghe được tam muội, công đức của người ấy cũng nhiều, không tính kể. Vì sao? Vì nhờ người ấy chuyên tâm, tinh tấn, chắc chắn sẽ được nghe tam muội này cho đến khi thành Phật. Phẩm 8 Chí Thành. Đức Phật nói, vào thuở xa xưa có Phật hiệu là Tát Già, Mana Đẳng Chánh Giác Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thổ ấy có vị tỳ kheo tên là Hòa Luân. Sau khi Phật ấy nhập Niết Bàn, vị tỳ kheo đó thọ trì tam muội này. Bây giờ ta là vua dòng Xác Lợi, ở trong mộng ta được nghe tam muội ấy, thức dậy ta liền đi đến cầu vị tỳ kheo Hòa Luân kia để xuất gia làm sa môn. Để nghe được tam muội này, ta phụng sự vị thầy ấy trong 36.000 năm, nhưng những việc ma cứ luôn luôn sinh khởi làm ta chẳng được nghe tam muội. Cho nên này các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di, các vị phải nhanh chóng thọ trì tam muội này, không được quên mất. Phải khéo léo phụng sự thầy của mình để thọ trì tam muội này cho đến một kiếp, trăm kiếp hoặc trăm ngàn kiếp cũng không được biến trễ, không rời xa bậc thầy hiền thiện. Đối với đồ ăn thức uống, những vật dụng sinh hoạt y phục và nằm cho báu đều không nên ưa thích. Nếu không có thì nên đi khất thực để cung cấp cho thầy, luôn luôn hướng đến tam muội này cho đến khi đạt được.
không nên nhàm chán. Nếu cần thiết thì cũng phải cắt thịt nơi thân mình cúng dường cho bậc minh sư, huống là tiếc các vật máu. Điều này không thể nói hết. Phụng sự bậc minh sư nên như người hầu hạ bậc đại tộc, xin cầu tam muội cũng như vậy. Đạt được tam muội này rồi phải luôn thọ trì kiên cố, thường ghi nhớ ân thầy. Tam muội này rất khó được gặp, giả sử cầu tam muội này đến trăm ngàn kiếp chỉ để nghe tên của tam muội còn không thể được, huống là được học mà không tinh tấn. Người được học tam muội này rồi nên tinh tấn dạy lại cho người khác. Giả sử bố thí cho báo đầy trong khắp cõi Phật nhiều như số cát trong sông Hằng thì công đức cũng không bằng người học tam muội này. Này Bạc Đà Hoàng, nếu có người muốn học tam muội này nên hỗ trợ hoan hỷ khiến cho họ được học. Nhờ oai thần của Phật khiến họ được học, phải nên ưa thích biên chép tam muội ấy, cất giữ ở nơi thanh tịnh sẽ được ấn Phật ấn chứng cho, và nên khéo léo cúng dường. Ấn của Phật là gì? Nghĩa là không tạo tác, không tham, không mong cầu, không nghĩ tưởng, không vướng mắc, không ước nguyện, không hướng đến thọ sinh, không chấp giữ, không lưu luyến, không chỗ trụ, không trở ngại, không trói buộc, không thủ đắc, diệt tận các dục, không sinh, không diệt, không hoại, không hư nát, nên đến chỗ cốt lõi của đạo, các căn của đạo, đó là ấn A-la-hán bất chi Phật, nó không thể đạt đến huống là người thường. Ấn này chính là ấn Phật. Này Bạc Đà Hòa, khi ta giải nói về tam muội này, có 1.800 ức trời Atula quỷ thần rồng người đều đạt đạo Tu Đà Hoàng, 800 tỳ kheo chứng A La Hán, 500 tỳ kheo ni đạt quả A La Hán, một dạng Bồ Tát được tam muội này đạt được pháp nhẫn vô sinh, một dạng 2.000 Bồ Tát đạt tâm không thoái chuyển. Đức Phật bảo tôn giả sẽ là pháp một kiện liên Bạc Đà Hòa. Ta từ vô số kiếp cầu đạo đời này đã được thành Phật, ta khó ta phó chúc kinh này cho các ông. Hãy đọc, hãy học, tụng, thọ trì, không được để quên mất. Nếu có người muốn học, phải đúng như thật mà dạy đầy đủ cho họ. Có hay muốn nghe thì phải giảng nói cho họ. Đức Phật giảng nói kinh này xong, Bồ Tát Bạc Đà Hòa, tôn giả Xá Lợi Phất, một kiền liên A Nan, các vị trời, Atula rồng quỷ thần và mọi người đều vô cùng hoan hỷ. Đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.